thói quen không thể không làm mỗi ngày, là sở thích và cũng là sự say mê. Anh Phương thường tự tay chỉnh kim đồng hồ để nghe tiếng chuông của chúng vang lên trong nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Tiếng chuông có chút gì chậm rãi mà đồng vọng, như nhịp thở thời gian từ quá khứ xa xôi của những chiếc đồng hồ ngót nghét trăm tuổi này. Mỗi loại đồng hồ lại có một tiếng chuông khác nhau, nhưng anh bảo khi nghe anh có thể nhận biết được chính xác đó là tiếng chuông của chiếc đồng hồ nào. Anh không đếm được mình có chính xác bao nhiêu chiếc đồng hồ cổ, nhưng nhìn qua trong căn phòng này, tính sờ sờ có lẽ cũng lên đến cả trăm chiếc lớn bé khác nhau. Từ những chiếc đồng hồ quả lắc trèo tường đến đồng hồ dạng tủ hay đồng hồ để bàn, đồng hồ quả lê hay đồng hồ được chạm khắc sắc sảo, tất cả chúng đều chạy bằng cơ, bền bỉ và nhẫn nại suốt cả thế kỷ. Cái nghề của tôi là nghề cơ khí nên là tôi rất là yêu khoa học và công nghệ như cái này. Mấy thứ hai là tôi rất là thích nghe những cái tiếng chuông đồng hồ buổi đêm ấy. Đấy, cái tâm đắc nhất là những cái đồng hồ mà nó có chuông, có nhạc. Đấy, nghe nó rất là hay. Đồng hồ đời mới thì bây giờ dùng qua rồi thì một số cái đồng hồ mà chạy pin ấy thì đồng hồ cơ thì mình chưa được sử dụng, chưa biết. Nhưng mà đồng hồ chạy pin thì nghe tiếng chuông nó lông lắm. Nó rất là to nhưng tiếng nó ồn, nó không rõ ràng. Đấy. Mình nghe những cái tiếng chuông đồng hồ cổ đấy nó ngân nga. Nó ngân nga mà nghe nó rất là êm tai. Thì nhiều lúc thì ví dụ như đồng hồ mà mua được cái nào nó tâm đắc, nó hợp với ý của mình ấy, mà lúc mang về mà nó chưa chạy được ấy, thì có khi là cả đêm là phải xoay ra để mà chỉnh sửa. Đấy. Nhiều cái đồng hồ nó để phải thật cân nó mới chạy. Chỉ có nó hơi nghiêng một tí không chạy. Rồi cái ngựa nó hơi lệch một tí là mình phải chỉnh sửa. Thì nó mới chạy được, chứ không có thì nó không chạy được. Còn nếu mình không đam mê, không yêu thì mình kệ nó cho nó chết. Cái đồng hồ cổ này thì nó khác hẳn những cái đồng hồ mới hiện đại. Bây giờ nó thời mới, giờ đó là thời khoa học công nghệ. Đồng hồ chạy bằng pin thì không bao giờ phải lên dây, chỉ lắp pin và hết pin thì vài tháng, một năm, hai năm hết pin là thay. Nhưng cái này thì mình chưa có. Thứ nhất là tuần nào phải lên dây, mỗi tuần một lần. Rồi là 1-2 năm thì mình phải lôi máy ra, lau chùi bảo dưỡng, chấm dầu vào cho đầu trục, ổ trục, rồi là cho dầu vào cái ổ cóp nó mới chạy được, chứ không như cái đồng hồ kia. Không giống như đồng hồ hiện đại ngày nay chạy bằng pin, bằng năng lượng mặt trời, đồng hồ cổ chỉ chạy bằng cơ. Vì thế, để chúng hoạt động, người chơi thường phải lên dây cót cho chúng. Thường một tuần, anh sẽ phải lên dây cót một lần cho mỗi chiếc đồng hồ. Ngày trước, anh thường lên dây cót cho tất cả những chiếc đồng hồ. Nhưng như thế, chuông đồng hồ sẽ kêu liên tục, gây ảnh hưởng đến hàng xóm và những người xung quanh. Nên bây giờ anh chỉ lên dây cót cho một số chiếc anh đặc biệt yêu thích hoặc có tiếng chuông đặc trưng nhất. Đồng hồ hiện đại, nếu có chuông, thường mỗi tiếng sẽ đổ chuông một lần. Đồng hồ cổ lại khác, có thể là 30 hoặc 45 phút hoặc cũng có thể là 60 phút chúng lại đổ chuông. Có những loại sẽ phải lên dây cót bằng tay, có loại có cấu tạo phức tạp và tinh vi hơn thì được lên dây cót bằng chiếc chìa khóa. Mỗi loại lại có một chiếc chìa khóa riêng. Đã có 10 năm chơi đồng hồ cổ, trải nghiệm không ít mẫu đồng hồ khác nhau. Anh nhận ra mỗi chiếc đến từ các nước hay các hãng khác nhau lại có một đặc trưng trong thiết kế. Người kỹ sĩ thì người ta làm đồng hồ thì nó cái độ chính xác nó rất là cao. Thế nhưng về cái thẩm mỹ những cái đồng hồ để bàn ấy, thì nó lại không được như là của Pháp. Cái Pháp thì nó rất là tinh tế, rất nhiều cái đồng hồ Pháp rất là tinh tế. Đồng hồ để bàn ấy, thông thường những đồng hồ để bàn của Pháp thì nó hay chạy bằng quả lắc. Đấy, còn của Đức thì cũng có một số chạy quả lắc nhiều, nhưng mà phần đa thì sau này nó chạy bằng tóc. Nó có vành tóc, nó cái lắc đi lắc lại đấy. Đấy. Còn Thụy Sĩ thì nó những cái mẫu đồng hồ đa phần của nó thì nó làm theo ốp kiểu dạng là vỏ gỗ, thì là nói chung là cái cấu hình của nó thì nó đơn giản. Bên cạnh tiếng chuông đặc trưng, thiết kế trau chuốt và tỉ mẩn của những chiếc đồng hồ cổ cũng dễ mê hoặc người chơi.
những đường nét chạm khắc tinh tế theo phong cách hoàng gia, hay thậm chí là hộp đồng hồ được làm bằng thủy tinh trong suốt, và ta có thể nhìn thấy tường tận bên trong máy móc của nó đang hoạt động như thế nào. Cái nước sản xuất là của Thụy Sĩ. Cái thứ hai là tất cả những cái vỏ máy này nó bằng đồng nhưng mà nó mạ vàng 24K. Tất cả trên này để ghi rõ đầy đủ thông số kỹ thuật như thế nào. Cái này thì nó chưa phải là cổ lắm, nó như cái này là sản xuất tầm 65, 66. Nhưng mà nó khác tất cả những cái đồng hồ khác, bởi vì tại sao là sau khi xuất xưởng nhà máy ra nó chỉ lên dây đúng một lần mà nó chạy vĩnh viễn, nó chạy như này. Đồng hồ cơ hoàn toàn thế nhưng mà nó chạy bằng cái hộp gió. Đấy, nó chạy bằng hộp gió đây này. Thế là cái hộp này sẽ tạo ra gió để cho cái quả lắc nó quay. Cái quả lắc là cái tròn tròn này. Cái vỏ nó bằng kính cho nên mình nhìn được cái hoạt động ở trong này. Nhìn thấy cái máy nó hoạt động trên này. Mà cái nghề cơ khí là của mình, nghề của mình đã yêu thích từ ngày xưa. Thế cho nên là nhìn cái này rất là thích. Có những chiếc đồng hồ bộ phận rung chuông sẽ nằm ở bên trong và bạn phải mở nắp ở đằng sau mới thấy được nội thất của nó. Nhưng có những chiếc bộ phận rung chuông lại nằm trên đỉnh hộp đồng hồ, được thiết kế như một người gác chuông ở nhà thờ. Mỗi khi đến giờ, người gác chuông sẽ đánh những hồi chuông trầm đều, vang vọng. Thế mới biết, từ thuở sơ khai của công nghệ chế tác đồng hồ, các nghệ nhân đã có một sự sáng tạo không giới hạn với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn để biến đồng hồ không chỉ là một công cụ đong đếm thời gian mà là một biểu tượng của văn hóa, của lịch sử và trí tuệ của con người. Cái đồng hồ này là do bên Đức sản xuất từ cuối thế kỷ 18. Sau khi mang tôi mua được của chị đấy, tôi mang về thì hiện trạng máy móc của nó thì cơ bản vẫn còn rất là tốt, chỉ có thiếu một số chi tiết như là cái ruột tạ này thì tôi làm thêm thôi, chứ còn nguyên bản máy của nó là không phải sửa chữa gì. Cái ưu điểm của nó là cái đồng hồ 12 công 3 bản. Đấy, 3 bản nhạc. 12 công tức là cái thanh để nó phát ra âm thanh cho mình nghe. Đấy còn 12 công, 12 côn. Còn bản nhạc của nó là có 3 bản nhạc. Ở trong này có 3 bản nhạc mình chỉnh. Mình muốn nghe bản nhạc nào cũng được. Mình chỉnh theo cái tay gạt ở trên này đây. Lên record mỗi 8 ngày thôi một lần. 8 ngày thì nhất đây, lên record ví dụ như đây. Mình lên record này. Đấy. Như này là chạy được đủ 8 ngày. Cái mặt này của nó, cái ưu điểm mặt này nó bạc thật luôn. Đấy, mặt này còn bạc. Nên là không bao giờ là han gì. Còn tất cả vách máy nó thì bằng đồng hết rồi. Tất cả chất liệu của vỏ gỗ của này nó bằng gỗ sồi. Cho nên là theo thời gian nó mới chịu được. Chứ nếu mà chất liệu gỗ khác thì nó sẽ bị mọt mối nhiều. Chẳng biết từ bao giờ, tình yêu với những chiếc đồng hồ cổ đã được anh Phương chuyển sang cho các con mình như một lẽ tự nhiên. Không chỉ dành riêng một căn phòng để trưng bày bộ sưu tập quý giá anh chất chiêu gom nhặt 10 năm qua, đồng hồ cổ còn hiện diện khắp nơi trong ngôi nhà của gia đình anh, treo ở tường hành lang, bày biện trong phòng khách, hay ở cả gần nơi anh đặt chiếc đàn piano cậu con trai út của anh vẫn thường say mê tập đàn. Và cậu bé thường chơi piano trong không gian đặc quánh thời gian ấy, nơi có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, nơi có chiếc quả lắc đồng hồ nhẫn nại lắc đều kéo kim đồng hồ quay, nơi thi thoảng lại vang lên tiếng chuông đồng hồ trầm trầm vang vang hòa quyện cùng tiếng đàn của cậu. Không gian yên bình, không gian tĩnh lặng của ngôi nhà nằm nếp mình nơi làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng xứ Bắc Kỳ. Còn cậu con trai cả đã bắt đầu có cái nét cặm cụi tỉ mẩn giống bố khi chăm sóc những chiếc đồng hồ cũ kỹ. Với cậu, chúng không chỉ là bộ sưu tập của bố mà là những đồ vật quý của gia đình, đã cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành và giờ đây đang cùng cậu chiêm nghiệm sự quý giá của thời gian. Cái thời gian bố tôi mới chơi ấy, thì tôi cũng không thích cái tiếng này lắm. Tại vì lúc đấy là mình, thứ nhất là mình chưa hiểu cái giá trị nghệ thuật của nó ấy. Thứ hai là mình nghe là nó thấy ồn tai, mình không nghe nhạc trẻ quen đấy. Nhưng mà nghe dần thời gian ấy, thấy nó ngấm vào thì biết được cái như là một bài hát ấy. Thì mình nghe, lúc đầu mình nghe mình không hiểu, mình nghĩ là nó dở ấy.
Nhưng khi mình hiểu rồi ấy, người ta đã có cái công làm ra bài hát đấy, thì mình hiểu cái công của người ta thì thấy nó hay hơn. Tôi cũng là một người rất là thích đồ được làm như là về mặt analog ấy. Càng ít điện tử càng tốt, thì những cái đồ mà này là những cái đồ mình, cái người làm ra nó rất là kỳ công, rất là giỏi. Về thứ nhất là tay nghề, thứ hai là cách tính toán của người ta rất là chính xác. Thì khi mình nhìn đến cái đồng hồ ấy, mình nghĩ đến con người làm ra cái đấy, không phải là một cái dây chuyền sản xuất, nó là một cái tác phẩm nghệ thuật của cái người mà nghệ nhân người ta làm ra cái đấy. Thời gian là thứ trôi qua không bao giờ trở lại, đong đếm từng phút, từng giây trôi qua trên mỗi chiếc kim đồng hồ cho ta chiêm nghiệm nhiều thứ đáng giá trong cuộc đời mình. Mỗi chiếc đồng hồ cổ là một câu chuyện thời gian, câu chuyện về một thời kỳ lịch sử đã qua, câu chuyện về những nghệ nhân tài hoa đã chế tác ra chúng, câu chuyện về người sưu tập đã kỳ công săn lùng rồi phục chế và bảo quản chúng cho đến tận hôm nay. Có những chiếc đồng hồ anh Phương mang về không thể hoạt động được nữa. Có những cái đã tồn tại hàng trăm năm vẫn bền bỉ hoạt động. Tất cả chúng đều là những món đồ quý với anh. Hơn cả một thú chơi, đó là sự đeo đuổi, là sự trân trọng thời gian đã trôi qua của người đàn ông ở tuổi ngũ tuần này.